Một con sông khổng lồ xuyên qua trung tâm của châu Phi. Ở đây có một dòng sông sóng dữ là sông Congo. Có những người nhảy tùng xuống vùng nước xiết mà có thể nuốt chửng mọi thứ. Họ vật lộn với sông Congo để bắt cá một cách liều mạng. Họ hy vọng bắt được cá hồ, một loài cá khổng lồ với hàm răng sắc nhọn. Một bộ tộc gồm những chiến binh đã rời khỏi các khu rừng ở Tanzania từ lâu để trốn khỏi một cuộc chiến tranh, hiện đang sống liều mình ở sông Congo. Họ là bộ tộc Wenya của Cộng hòa Dân chủ Congo. Đất nước này nằm ở nội địa trung tâm của châu Phi. Tại Kisangani, cách thủ đô Kinshasa 1.700 km, bạn có thể tìm thấy người Wenya sau khi chèo thuyền ngược dòng. Trong lưu vực sông Congo, vùng đất có rừng nhiệt đới lớn thứ hai thế giới, sau Amazon, có dòng sông Congo khổng lồ. Với chiều dài 4.700 km, sông Congo là con sông dài thứ hai ở châu Phi, sau sông Nil. Người Wenya đã xây dựng một ngôi làng gần sông Congo với dòng nước chảy xiết. Khi một nhà làm phim vào làng, vị tù trưởng sẽ tiếp đón anh ấy. Tôi đang đóng vai trò là tù trưởng, đối nghiệp theo cha tôi, người đã qua đời cách đây 2 năm. Gia đình và người thân của tôi đang sống ở hòn đảo này. Người Wenya duy trì một nền văn hóa của xã hội nguyên thủy, nơi một tù trưởng chỉ huy cộng đồng. Theo truyền thống cũ, vị tù trưởng đánh trống gỗ để thông báo cho những người khác biết về chuyến thăm của lạ. Tổ tiên của họ sống trong các khu rừng ở Tanzania. Tuy nhiên, họ phải liên tục di chuyển vì chiến tranh và đến sông Congo chỉ vài trăm năm trước. Tổ tiên của chúng tôi sống ở thượng nguồn sông Congo, nhưng những bộ tộc khác đã đến. Trong khi di chuyển xuống hạ lưu, chúng tôi đã tìm ra nơi này và quyết định định cư ở đây. Ở khu vực này rất dễ đánh bắt cá, là điều kiện tốt để định cư. Để tồn tại và thoát khỏi chiến tranh, người Wenya liên tục di chuyển từ rừng đến sông, từ thượng nguồn đến hạ lưu và định cư ở sông Congo. Con sông mà họ đã lựa chọn là con sông sâu nhất thế giới và lớn thứ hai về lưu lượng nước, chỉ sau sông Amazon. Hơn nữa, dòng sông này còn có những dòng nước chảy xiết đến nỗi nếu bước nhầm chỗ thì có thể phải bỏ mạng. Tại sao người Wenya đánh bắt cá ở sông Congo nguy hiểm này với đầy rẫy rủi ro? Trước đây có rất nhiều cá sấu ở sông Congo, vì vậy bạn không thể bắt cá ở vùng nước sâu và tĩnh lặng. Để tránh cá sấu, chúng tôi phải bắt cá trong vùng nước xiết. Sau đó, chúng tôi dựng một cây cầu và bắt đầu đánh bắt cá bằng bẫy. Cả cá sấu và dòng nước xiết đều có thể gây nguy hiểm đến tính mạng con người. Tuy nhiên, họ quyết định đương đầu với dòng nước xiết để bắt những con cá lớn. Sóng càng mạnh thì càng có nhiều khả năng bắt được cá lớn nước ngọt. Tại nơi có nhiều cá, nhưng nguy hiểm này, tổ tiên của người Wenya đã áp dụng phương pháp đánh bắt bằng cách sử dụng các công cụ bằng gỗ và bẫy cá. Mỗi cây cầu gỗ và bẫy cá đều có một chủ nhân. Nhưng vì không thể tự mình bắt cá, nên chúng tôi làm việc theo nhóm. Tôi sẽ đi lên cầu, còn người khác thì xuống dưới.
Đối với người Oenia, dụng cụ bằng gỗ và bẫy cá giống như những mảnh đất dành cho nông dân. Vì vậy, họ được thừa kế trong một gia đình. Cây cầu gỗ này và những chiếc bẫy cá bên dưới thuộc sở hữu của gia đình Aki. Nhưng vì không thể bắt cá một mình, nên việc vận hành cây cầu và bẫy cá thì thường do một nhóm 6 người làm việc cùng nhau. Càng di chuyển vào giữa sông thì nó càng sâu và có thể bắt được những con cá lớn hơn. Nhưng đồng thời, dòng nước chảy mạnh hơn khiến việc đánh bắt cá trở nên nguy hiểm hơn. Bạn thậm chí không thể nhìn thấy lòng sông và nó rất trơn. Nếu bạn bất cẩn và trượt chân, bạn có thể bị xây sát trên đá hoặc bẫy cá. Vì vậy, phải luôn cẩn thận. Phải mất từ 10 đến 15 năm để học hỏi và thuần thục phương pháp bẫy cá này. Nhưng cho dù đã tập luyện bao lâu thì việc kiểm tra bẫy cá vẫn luôn là một công việc căng thẳng. Ngay cả đối với Oki, người đã có 20 năm kinh nghiệm đánh bắt cá. Sau khi kéo bẫy cá lên khỏi vùng nước xiết, trước tiên bạn phải dỡ bỏ rác. Từ khi rất khó để vớt cá, và rác rưởi có thể làm tắc nghẽn cái bẫy, khiến nó bị cuốn trôi. Người Oenia có thể bắt cá bằng bẫy cá lớn vì một nguyên tắc đơn giản. Những con cá đang di chuyển theo dòng nước xiết của sông Congo lọt vào cửa rộng của một cái bẫy. Những con cá này không thể đi ngược dòng nước xiết để thoát ra khỏi bẫy và do đó bị mắc kẹt trong phần hạp của bẫy. Có một vấn đề lớn ở đây. Bạn vẫn chưa thể kiểm tra bẫy cá đâu. Sau khi tháo nút thắt ở cuối bẫy, cho phép nó chịu được dòng nước chảy xiết và dỡ bỏ rác rưởi. Cuối cùng bạn cũng có thể nhìn thấy con cá. Nhưng thật thú vị, họ cầm con cá bằng miệng vì để dễ dàng giữ thăng bằng trong vùng nước xiết bằng cả hai tay, nên họ đã cầm cá bằng miệng chứ không phải bằng tay. Con cá rất lớn, thực sự rất lớn. Bây giờ là mùa khô, khi lượng nước ở sông Congo còn ít. Mặc dù đây là mùa có số lượng đánh bắt thấp hơn, nhưng đã đánh bắt được khá nhiều cá. Mặc dù nguy hiểm đến mức có thể cướp đi mạng sống của một người, nhưng tổ tiên của người Oenia đã định cư ở sông Congo vì có rất nhiều cá. Nhìn những con cá bắt được, tôi nghĩ rằng tôi có thể hiểu được quyết định của họ. Hôm nay chúng tôi đã bắt được rất nhiều thứ. Chúng tôi đã bắt được một vài con cá lớn và một con cá mèo. Loài cá này được gọi như vậy vì râu của nó giống với loài mèo. Nó là một loài cá lớn sống ở sông Congo, cũng giống như cá hồ. Chẳng bao lâu nữa là mùa mà bạn có thể bắt được cá hồ. Khi đó, bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền. Một ngư dân với những con cá lớn đang vui vẻ trở về nhà của mình. Anh ấy là cha của 7 người con và là trụ cột gia đình. Hãy đưa cho tôi một cái mẹ. Vì người Oenia không chăm nuôi nên họ làm mọi thứ với cá. Do đó, cá trở thành trung tâm trong cuộc sống của người Oenia. Những con cá nhỏ mà người cha là Oki bắt được thì được lọc xương bởi 7 người con. Những con cá lớn là việc của người vợ.
Đó là bởi vì họ phải bán những con cá lớn ở chợ để kiếm sống. Cá là phương tiện sống duy nhất. Từ những ngày đặc biệt, chúng tôi bán cá lớn và chỉ ăn những con nhỏ. Giống như những người vợ khác của ngư dân Wagenia, cô ấy khéo léo trong việc học cá. Chúng tôi sẽ hun khói con cá này và gắn nó. Theo truyền thống, người Wagenia hun khói những con cá đánh bắt được để họ có thể bảo quản chúng trong thời gian dài mà không cần tủ lạnh. Hun khói càng nhiều thì càng bảo quản được lâu và khử được mùi tanh. Bạn phải hun khói cá trong ít nhất 6 giờ. Khi ở đây không có điện nên chúng tôi không có tủ lạnh. Nếu bạn bắt được cá vào buổi sáng, bạn có thể mang đi bán ngay. Nhưng nếu bạn bắt được cá vào buổi tối, thì phải hun khói để bán cá vào ngày hôm sau. Đó là cách truyền thống của chúng tôi. Hai vợ chồng bắt đầu chuẩn bị cho bữa tối chỉ sau khi đã lọc cá để bán. Những con cá nhỏ được lũ trẻ lọc thịt, được cho vào lá chuối và ướp muối. Chúng tôi chỉ bỏ muối ở đây, chúng tôi không cần bất cứ thứ gì khác. Nó làm cho cá thực sự ngon. Dùng cuống để quấn quanh lá và nướng trong lửa. Bên cạnh đó, trẻ em đang thích một trò chơi truyền thống. Nó không giống với gong ginoji, một trò chơi truyền thống của Hàn Quốc sao? Đó là một trò chơi mà bạn tung viên đá, lấy viên đá trong lỗ ra, rồi lại đặt chúng vào. Chúng tớ sẽ giành chiến thắng, Chúa đứng về phía chúng tớ. Ngay cả khi bạn làm gián đoạn, thì chúng tớ vẫn sẽ giành chiến thắng. Chúa chắc chắn đứng về phía chúng tớ. Vừa lúc đó, cá đã được nướng chín một cách ngon lành, tạo ra mùi thơm. Một con cá lớn cũng được nấu nướng để dùng bữa. Truyền thống của họ là ăn nó với rễ của cây sắn, tương tự như khoai lang, trộn với chuối và làm cho nó dai. Tôi hài lòng với cuộc sống người dân của mình. Anh trai tôi đã đến một thành phố lớn và hiện là cảnh sát, nhưng anh ấy trông không được vui vẻ. Nếu các con tôi quyết định đến một thành phố sau khi lớn lên, tôi không thể ngăn cản chúng. Nhưng tôi muốn tiếp tục cuộc sống của mình với tư cách là ngư dân Wagenia. Sáng ngày hôm sau, có vẻ như những người đàn ông trong làng, bao gồm cả Oki, đang làm một cái gì đó. Họ đặt một cái cây vững chắc vào một khúc cây và 4-5 người đàn ông dùng sức bẻ cong nó. Họ đang làm gì với cái cây này? Để bắt cá hồ. Chúng tôi đang chế tạo một cái bẫy cá lớn hơn và chắc chắn hơn. Một cái bẫy cá lớn có hình dạng giống như một bông hoa muống biển là một dụng cụ đánh cá truyền thống của người Wagenia, được gọi là Moseba. Vì nó phải ở trong nước hơn 6 tháng, nên họ đang những cành cây có khả năng chống nước tốt. Kỹ thuật này được kế thừa từ gia đình thợ thủ công. Tôi học cách làm bẫy cá từ ông nội khi tôi 15 tuổi. Những người khác bắt cá giỏi, còn tôi giỏi làm bẫy cá. Mùa mưa bắt đầu vào cuối tháng 6. Khi lượng nước tăng lên và dòng nước chảy xiết mạnh hơn, các loài cá lớn như cá hồ được đánh bắt vào mùa này. Đó là lý do tại sao người Wagenia làm ra một cái bẫy cá mới, chắc chắn hơn và lớn hơn. Khi một con cá hổ rơi vào bẫy, bạn phải cẩn thận lấy nó ra. Vì răng của chúng to và sắc nhọn như cá sấu, nên bạn phải rất chú ý. Cá hổ là một loài cá có thân như cá chép và răng sắc như răng hổ. Những con lớn dài 1,5m và nặng 80kg. Nó nặng hơn hầu hết nam giới trưởng thành.
Để câu được một con cá lớn, bạn cần chuẩn bị rất nhiều thứ. Ngoài việc chế tạo một cái bẫy mới, họ tập hợp nhiều người hơn và đến làng bên cạnh. Ngư dân của làng, bao gồm cả Oki, di chuyển đến thượng nguồn bằng một chiếc thuyền làm từ khúc gỗ. Nhưng đã xảy ra một sự cố bất ngờ. Có một lỗ thủng trên thuyền, bạn nên dừng thuyền một chút. Chiếc thuyền đầu tiên do con người tạo ra trong thời tiền sử là một chiếc thuyền được làm bằng cách vách rỗng nó từ một khúc gỗ. Những chiếc thuyền như vậy đã là phương tiện giao thông ở sông Congo trong một thời gian dài. Hãy lấy nhiều bùn hơn vì nó được tạo ra mà không phá hủy vỏ cây. Một lỗ thủng đã hình thành khi vách thuyền dần dần mỏng đi. Nhưng họ rất giỏi trong việc xử lý tình huống này. Họ bịt lỗ thủng bằng bùn và tiếp tục di chuyển về phía thượng nguồn. Tại sao người Oinia lại tụ tập ở ngôi làng ở thượng nguồn? Một số người cũng đang nắm giữ nhiều công cụ khác nhau. Đó chắc chắn phải là một việc gì đó quan trọng vì họ cũng đã chuẩn bị một thức uống truyền thống. Xin hãy tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi. Già làng tụng kinh và phun nước uống như một nghi lễ thanh tẩy. Tại sao họ làm điều này? Đó là một buổi lễ thu thập những cây gỗ tốt mà không có bất kỳ tai nạn nào. Họ đến để thu thập những cây gỗ tốt để mở rộng các công cụ bằng gỗ, để họ có thể treo một cái bẫy cá lớn mới. Vì người Oinia tôn trọng thiên nhiên, nên họ thu thập cây cối từ rừng rậm, chỉ sau khi xin phép thiên nhiên thông qua một nghi lễ. Chúng tôi thường làm điều này 2 năm một lần, nhưng nếu chúng tôi không thể đánh bắt được nhiều cá, thì chúng tôi làm điều đó hàng năm. Sau khi cẩn thận chọn một cây gỗ chắc khỏe, có khả năng chống nước, người Oinia chặt từng cây một. Cây đổ này, hãy coi chừng. Chiều dài phần mở rộng của công cụ bằng gỗ cho một cái bẫy cá mới là khoảng 2 mét. Nhưng để có thể chịu đựng được những cơn lốc xoáy khắc nghiệt, thì họ cần ít nhất 4 cây. Hãy cẩn thận. Nó quá nặng để mang nó trở lại. Chúng tôi sẽ buộc nó vào thuyền. Làng Oinia đủ gần để đi bộ từ đây. Lý do tại sao họ đi bằng thuyền là để mang về những cây gỗ nặng bằng chính những chiếc thuyền này. Chúng tôi sẽ trở về nhà sau công việc hôm nay. Chờ đợi mặt trời ngày mai. Không có bất kỳ sự cố nào, họ đang trở về nhà với những cái cây rừng. Liệu họ có thể bắt được cá hổ như họ mong muốn không? Vị trí tù trưởng của bộ tộc Oinia được thừa kế từ cha sang con trai, để họ có thể giải quyết các vấn đề nảy sinh trong xã hội bộ tộc. Tại sao anh ấy lại mặc trang phục truyền thống vào sáng sớm? Tôi sẽ tiến hành một nghi thức cho vị thần để chúng tôi có thể bắt cá hổ. Mặc dù quyền lực của anh ấy đã suy yếu so với xã hội nguyên thủy, nhưng vẫn có một công việc mà chỉ anh ấy có thể làm. Để tiến hành nghi thức linh thiêng, việc đánh trống gỗ chỉ có thể được thực hiện bởi một tù trưởng. Sau khi kết thúc nghi thức truyền thống của tù trưởng bằng việc đánh trống gỗ, mọi người giơ mái chèo của họ lên và đi về phía dòng sông. Đó là tiến hành một nghi thức cho thần nước theo truyền thống của bộ tộc Oinia.
Từ xa xưa, ở một nơi có văn hóa đánh bắt cá, đã có một tôn giáo dân gian cầu mong cho việc đánh cá thành công và an toàn đối với các vị thần liên quan đến nghề cá, cũng như thần thoại và truyền thuyết. Cảm ơn Ngài, Chúa ơi, năm ngoái chúng tôi đã bắt được rất nhiều cá hồ. Vui lòng giúp chúng tôi bắt được nhiều cá hồ lớn trong năm nay. Trong khi chuẩn bị cúng tế thần linh trước mùa cá hồ, tại sao họ lại tách ruột ra? Chúng tôi đang chuẩn bị chúng riêng biệt vì thần linh thích ruột của cá. Lấy vật được gói trong lá chuối và dâng xuống sông. Mọi người trong bộ tộc đều nghĩ rằng nó sẽ đến tay nữ thần Mamiata, là vị thần nước có thể điều khiển con rắn. Chúng tôi sẽ gửi nó đi xa hơn, nó phải đến được chỗ của vị thần. Người Oinia tin rằng linh hồn của sông Congo là Mamiata sẽ cai quản số phận của họ. Vì vậy, họ dựa vào Mamiata cho mọi thứ xảy ra trong bộ tộc. Hàng năm, khi một cá hồ quay trở lại, chúng tôi, bộ tộc Oinia, tổ chức lễ hội như một nghi thức cho vị thần Mamiata, nơi chúng tôi có thể đoàn kết với nhau, để chứng tỏ với cá hồ trên sông rằng chúng tôi mạnh hơn chúng. Chúng tôi tổ chức một cuộc đua thuyền. Cho đến nay, nhóm của chúng tôi luôn giành chiến thắng. Hôm nay chúng tôi cũng sẽ thắng. Những người trẻ tuổi của bộ tộc Oinia đang chuẩn bị cho cuộc đua thuyền trước mùa cá hồ, chia thành ba thuyền và băng qua sông đến đây xuất phát. Khi những người tham gia đã sẵn sàng ở vạch xuất phát, anh ấy vẫy một tấm vải trắng để báo hiệu cuộc đua bắt đầu. Cuộc đua thuyền cuối cùng đã bắt đầu. Điều thú vị là tất cả họ đều đứng vững. Đó là vì đây là một bài huấn luyện để tăng sức mạnh của tay và chân, để họ có thể tự giữ thăng bằng mà không bị cuốn đi trong vùng nước xiết khi kéo vẫy cá. Từ thời cổ đại, các cuộc đua thuyền đã củng cố sự đoàn kết và sức mạnh của những người trẻ tuổi trong bộ tộc và nâng cao tinh thần của họ. Đây là một nét văn hóa truyền thống độc đáo của người Oinia, chứa đựng sự thông thái và uyên bác của tổ tiên họ. Cuối cùng, đội chiến thắng của cuộc đua thuyền đã được xác định. Đội chiến thắng được cho là sẽ bắt được số lượng cá lớn nhất và nhiều nhất. Có lý do tại sao họ tin như vậy? Để vượt qua dòng nước xiết, bạn cần rất nhiều sức mạnh. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã cố gắng tăng sức mạnh của mình bằng cách sử dụng các cuộc đua như thế này từ thời cổ đại. Sau cuộc đua thuyền, những người đàn ông trẻ tuổi lại tụ tập. Họ xuất hiện với bùn trên khắp cơ thể. Đó là để thi đấu môn võ cổ truyền Kabobo, thể hiện sự dũng cảm và sức mạnh. Môn võ này tương tự như đấu vật của Hàn Quốc. Đây là một cách tập luyện cổ xưa được tiếp tục từ thời cổ đại. Kabobo bắt nguồn từ các cuộc chiến tập thể chống lại bộ tộc khác để bảo vệ sông Congo trong thời nguyên thủy và dần dần phát triển thành một môn võ thuật. Cuộc đấu cuối cùng cũng bắt đầu. Việc thi đấu của môn võ Kabobo rất đơn giản. Nếu bạn làm cho lưng của đối thủ chạm đất, bạn sẽ chiến thắng. Sau đó là những lời chúc mừng và cổ vũ chân thành dành cho người chiến thắng. Anh ấy đã không có bất kỳ điểm yếu nào trước đối thủ và đã giành chiến thắng sau khi thể hiện sức mạnh và kỹ năng của mình. Người chiến thắng vẫn rất phấn khích sau một trận đấu quyết liệt. Và có một người thách đấu khác sẽ thi đấu với người vừa chiến thắng. Người chiến thắng trong cuộc đấu vừa rồi cố gắng khiêu khích kẻ thách thức.
Trong các xã hội nguyên thủy, khi họ cạnh tranh với những kẻ săn mồi để giành thức ăn hoặc chiến tranh với một bộ tộc khác, người ta đã dang rộng cánh tay và phồng người lên để thể hiện sức mạnh của họ từ thời cổ đại. Và cuộc đấu thực sự bắt đầu ngay bây giờ. Sức mạnh và kỹ năng của người Oidia trẻ được hình thành trên dòng nước xiết, đều mạnh như nhau, nên khó có thể nói ai sẽ là người chiến thắng. Nhưng sau đó, người chiến thắng trong cuộc đấu vừa rồi đã nâng kẻ thách đấu lên. Kẻ thách đấu lật ngược tình thế và là người chiến thắng cuối cùng. Người dân Oenia rất hạnh phúc, như thể họ đã chiến thắng. Nhà vô địch đã vượt qua khó khăn và giành chiến thắng, sẽ được coi như một anh hùng của bộ tộc trong một năm. Vô địch rồi, anh ấy là nhà vô địch của chúng tôi. Để chia sẻ khoảnh khắc vinh dự của người chiến thắng với vị thần nước là Mami Ata, người Oenia sẽ nhảy xuống nước. Tôi sẽ bắt được con cá hổ lớn nhất trong làng bằng sức lực của mình. Sáng ngày hôm sau, người Oenia tụ tập để bắt cá hồ. Họ đang chuẩn bị lắp đặt bẫy cá mới và các công cụ bằng gỗ. Trước khi cố định các công cụ bằng gỗ, họ cắt bỏ các đầu ở phía dưới. Tại sao lại làm như vậy? Như bạn thấy ở đây, có một cái hố, dưới đáy sông cũng có những cái hố như vậy. Chúng tôi đang cố định cây gỗ trong các gỗ này. Đó là do các hố sâu và tròn dưới đáy sông được đặt trong lớp đá nền. Phần dưới được cách gọt của cây sẽ tự nhiên vào lỗ bởi dòng nước xiết và được cố định rất tốt. Đây là một cái cây mà chúng tôi đã sử dụng làm giá đỡ bằng gỗ. Lúc đó, khu vực này cũng đang ngập nước. Bây giờ chúng tôi không thể sử dụng nó nữa, nhưng chúng tôi đã không dỡ bỏ và sẽ để nó bị phá hủy một cách tự nhiên. Vì bộ tộc này tôn thờ thiên nhiên, nên họ đã xin phép thiên nhiên để thu thập vật liệu dùng cho chế tạo dụng cụ đánh cá. Và sau khi sử dụng, chúng đã được để lại tự nhiên. Vì tất cả các thành viên của bộ tộc đang làm việc chăm chỉ như một đội nhóm, mọi việc có vẻ diễn ra tương đối suôn sẻ. Hai cây gỗ được đưa lên phía trên cầu và di chuyển về phía giữa sông. Bằng cách này, họ có thể bắt những loài cá lớn như cá hồ sống trong vùng nước sâu ở giữa sông. Hãy kéo nó lên một cách cẩn thận, từ từ thôi. Theo sự chỉ dẫn của người có kinh nghiệm, họ di chuyển những cây gỗ để cố định dưới lòng sông. Hãy di chuyển nó sang bên phải. Sau khi định vị giá đỡ bằng gỗ, hãy tìm một cái lỗ, rồi đặt nó vào và cố định lại. Chúng tôi đã hoàn thành việc kéo dài cây cầu thành công. Cây cầu hiện dài hơn 2 mét để chúng tôi có thể lắp đặt thêm một cái bẫy cá ở dòng sông. Cuối cùng là khi lắp đặt bẫy cá mới ở giữa sông. Đó là khâu cuối cùng của quá trình chuẩn bị bắt cá hồ. Nhưng đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Hãy cẩn thận, cái bẫy cá vẫn chưa được cố định.
Một thành viên của bộ tộc không thể vượt qua độ sâu của nước và dòng nước xiết, nên đã bị nước cuốn trôi. Tôi không thể làm điều đó một mình. Được rồi, tôi đang xuống đây. Chờ một chút. Một thành viên khác của bộ tộc nhận thấy trường hợp khẩn cấp, đã không chần chừ, lao khỏi dây và nhảy xuống nước. Cuối cùng họ đã lắp đặt xong bẫy cá ở giữa sông. Tôi hy vọng rằng chúng tôi có thể bắt được nhiều cá hồ. Như vậy là kết thúc quá trình chuẩn bị bắt cá hồ. Người Wenya bắt đầu ngày mới của họ sớm hơn bình thường một chút. Vợ của Oki là Becky đang cọ rửa bằng cát ướt, nhưng cô ấy chỉ nghĩ về chồng mình. Chồng tôi ra ngoài để kiểm tra bẫy cá. Tôi thực sự hy vọng có cá hồ trong bẫy. Từ khi có bất cứ điều gì đặc biệt xảy ra, các ngư dân Oenia sẽ kiểm tra bẫy cá hai lần một ngày, 7 giờ sáng và 6 giờ chiều, và lấy cá ra. Nhưng hôm nay, Oki đã đến sông sớm hơn 1 giờ và kéo bẫy cá lên. Đó là vì anh ấy rất hào hứng khi bắt được cá hồ. Nhà làm phim cũng trợ giúp anh ấy. Lắp nó lên một chút nữa, cá vẫn chưa ra ngoài được đâu. Có gì đó ở trong bẫy. Chắc chắn là một con cá hồ rồi. Anh ấy là người đầu tiên trong làng bắt được cá hồ trong năm nay. Anh ấy rất vui vì điều đó. Nhưng có một sự cố nhỏ khi lấy con cá hồ ra. Tôi bị thương nhẹ bởi răng của con cá. Anh ấy đã bị cắn bởi hàm răng sắc và dài của nó. Cá hồ được coi là quái vật của dòng sông vì nó có hàm răng khỏe và thậm chí tấn công cả con người. Nhưng đối với người Wenya, chúng là món quà của cuộc sống. Khoảng 3 tháng kể từ bây giờ, chúng tôi sẽ có thể bắt được cá hồ. Tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ bắt được rất nhiều trong mùa này. Vào đêm hôm đó, có một lễ hội chào mừng sự trở lại của cá hồ đối với ngôi làng của người Wenya. Để sống còn sau các cuộc chiến tranh, người Wenya đã tiến lên từ các chiến binh của rừng để trở thành các chiến binh của dòng sông Congo. Hàng ngày, họ vẫn đang chiến đấu với dòng nước hung dữ để bắt cá. Chúng tôi hy vọng rằng họ sẽ được ban phước lành với sự chủ phú của chính dòng sông này.